Hi, chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Ốc Biêu Đen Phú Yên. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu một cái mô hình, đó chính là nuôi ốc trên dèo, trên ao đất. Thì có một số anh chị thì có một cái ao rất ngon lành, nhưng mà ngặt là cái ao đó hiện tại đang nuôi cá, hoặc là trong ao có rất là nhiều ốc biêu vàng, hoặc là trong ao rất sâu. Vì vậy nên việc cải tạo lại một cái ao với một cái diện tích lớn như vậy thì cái chi phí nó sẽ rất cao, và mình cải tạo lại thì mình mất thời gian cực kỳ lâu. Nên việc mình sử dụng một cái gieo như thế này để mình nuôi ốc ở trong ao thì nó là một trong những cái phương tiện cực kỳ hiệu quả hơn. Thì đây, anh chị thấy đó, em thì hiện tại ốc của em thì em cũng nuôi trong gieo này rất nhiều. Đó, anh chị thấy không? Đó, dít luôn, nhóc vậy. Thì cái ưu điểm khi các anh chị nuôi trong gieo thì nó sẽ có những ưu điểm sau. Cái đầu tiên đó chính là mình dễ quản lý, có nghĩa là cái con ốc khi mà các anh chị thả xuống đó thì mình sẽ rất dễ quản lý. Nếu mà mình thả một cái số lượng lớn ra ngoài bờ đất luôn thì có thể xui trong ao mình còn một cái con cá chép hay là một con cá trắm hay là cá rô phi gì đó, thì cứ ốc con đó thả xuống nó táp, thì nó táp sạch, vì vậy cái tỷ lệ hao hụt rất cao. À, cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là khi nuôi với một cái số lượng, một cái gieo như thế này thì các anh chị có thể nuôi mật độ lớn. Ví dụ như nuôi trong cái gieo như thế này thì mình kiểm soát, mình có thể nuôi 2 đến 300 con một mét vuông luôn, cũng bình thường. Và đặc biệt mình nuôi cái diện tích như thế này á, thì mình sẽ cho ăn, cái thức ăn của nó rất là đều. Và mình cho ăn đều á, thì cái con ốc nó sẽ phát triển tốt hơn. Và cái thứ ba á, là các anh chị nuôi gieo như thế này, các anh chị giải quyết được những cái vấn đề. Ví dụ như ao sâu quá 1 mét thì mình đặt cái gieo nó rơi vào khoảng tầm 50cm thôi. Cái thứ hai, ao của anh chị vẫn nuôi cá bình thường, mình nuôi gieo như thế này, nếu mà nó thành công á, thì mình đầu tư ra mình nuôi nữa. Hoặc là mình nuôi thí điểm một cái gieo đầu tiên, nếu mà nó thành công á, thì mình có thể cải tạo lại nguyên cái ao luôn, mình nuôi ốc luôn. Còn nếu thất bại thì cũng không sao cả. Thì mật độ thì các anh chị có thể lựa chọn là 200-300 con một mét vuông. Ví dụ như cái gieo này của em là 18 mét vuông nè, thì em thả trong đây là khoảng tầm mà 15.000 con, 1,5 vạn á. Tại sao em thả mật độ lớn như vậy? Thì thật sự thì khi mà có con ốc nhỏ như thế này thì em muốn kiểm soát của nó tốt hơn. Xong bắt đầu nó lớn hơn một xíu thì em sẽ thả ra ngoài ao đất, rồi em sẽ giữ. Xong bắt đầu là, có nghĩa là cái gieo của em á, là em sẽ nuôi con ốc trong cái môi trường nước này. Xong bắt đầu lớn hơn tầm bằng ngón tay này, em sẽ thả ra ngoài ao đất để cho nó đi kiếm ăn. Đó. Rồi sau đó tiếp tục em sẽ ốc con em sẽ thả trong cái gieo như thế này em nuôi. Thì bên kia là cũng có một cái số gieo. Thì hiện tại là em cũng đang gom, có nghĩa gom ốc bố mẹ của mình đó, thì vào những cái gieo như thế này để em dưỡng cho nó. Bởi vì mình thả nó nhiều quá nên cái con ốc bố mẹ nó cứ đi lung tung hết, cái thức ăn nó nhiều. Nên em gom vào trong đây em dưỡng. Em dưỡng để cho mình bổ sung cái thức ăn của nó tốt hơn. Thì khi mà thức ăn tốt hơn thì nó sẽ đẻ nhiều hơn. Nên một cái mô hình mà nuôi gieo từ cái ao đất như thế này là một cái mô hình là mình nên, các anh chị nên tham khảo để tìm hiểu hơn. Đây anh chị thấy đó, ốc bố mẹ của em đó, đó thấy không? Đó. Đây. Em nói đó, buổi tối mà em thả nó lên thì ăn nhấp nè. Đó. Buổi tối là lên nhiều lắm. Đây. Đây là một cái gieo em dưỡng ốc con, ốc trai. Thì bắt đầu còn tâm này nè. Thì em sẽ thả ra ngôi bờ đây. Đây, đây là ốc trai nè. Em thả ra. Này, ốc rất đẹp. Ốc này nhiều người ta trả em 1.000 một con, em không bán. Ốc này còn tầm 200 con một ký. Rất đẹp luôn. Ốc này em nuôi được gần 2 tháng nè anh chị. Đó. Khi anh chị thấy cái con ốc như thế này là cái vỏ đấy nè, nó mỏng á. Là con ốc nó đang giai đoạn phát triển á. Và trong cái giai đoạn như thế này á, thì con ốc nó sẽ phát triển rất nhanh. Bóng đẹp luôn.
Nếu anh chị thấy hay á, thì nhớ tặng em một like, một share và một subscribe. Thì trong quá trình nuôi con ốc á, thì anh chị nào, em thì ở Phú Yên, anh chị nào mà cần cái con giống hoặc là cần hỗ trợ cái gì và kỹ thuật á, thì cứ liên hệ em về số điện thoại 0812 48 000 4 con số 0 ạ. Nếu anh chị thấy hay á, thì nhớ tặng em một like, một share và một subscribe. Cảm ơn các anh chị.